Chân chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ 2 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là phần tin. Kính thưa quý khán thính giả, chiều hôm nay Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết về việc lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần, tỷ lệ chấp thuận là hơn 81%. Theo nghị quyết này thì khi người lao động nghỉ việc sau thời gian ít nhất là một năm làm việc và trong thời gian đó có đóng tiền bảo hiểm xã hội thì sẽ có quyền được lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần chứ không cần phải đợi đến tuổi về hưu theo điều số 60 của luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Điều số 60 này đã gây ra những cuộc đình công của hàng chục ngàn công nhân ở các khu công nghiệp phía Nam hồi đầu năm nay. Người công nhân lo sợ là nếu chờ đến tuổi về hưu thì số tiền họ được lãnh sẽ không còn có nhiều giá trị nữa do lạm phát. Nguyên nhân thứ hai làm cho người công nhân muốn lãnh tiền ngay sau khi nghỉ việc là để có thể sử dụng số tiền này tìm kiếm công việc mới hoặc là trang trải cuộc sống khó khăn hiện nay về tình hình biển đông thưa quý vị cuộc tập trận ở ngoài khơi đảo palawan nằm trong vùng biển đông giữa hải quân philippines và hoa kỳ đã bắt đầu hồi sáng nay kéo dài cho đến ngày thứ sáu mới kết thúc các viên chức quân sự phi và hoa kỳ cho biết cuộc tập trận thường niên mang tên hợp tác sẵn sàng và huấn luyện trên biển gọi tắt là carat nhắm vào mục đích tăng cường khả năng hoạt động chung giữa binh sĩ hải quân hai nước Hai nước cũng nói phạm vi của cuộc tập trận nằm trong vùng lãnh hải của Phi, không phạm đến vùng biển mà Phi đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Một ngày sau khi hoàn tất cuộc tập trận với Hoa Kỳ, Hải quân Phi sẽ bắt đầu cuộc tập trận với lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Các nhà quan sát cho rằng việc Nhật Bản và Hoa Kỳ lần lượt thao diễn chung với Phi chứng tỏ sự ủng hộ của hai cường quốc này với Manila trong lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Tiếp tục phần tin quốc tế. Ngày mai thứ Ba, 23 tháng 6, đại diện Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gặp nhau bắt đầu cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung. Trước cuộc gặp gỡ chính thức, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cùng với Bộ trưởng Tài chính Jack Lew sẽ tiếp ông Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì và ông Phó Thủ tướng Ung Dương trong một bữa ăn tối vào chiều tối nay. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Đông Á là ông Danny Russell nói là hai bên sẽ bàn luận với nhau những vấn đề gai góc nhất chứ không ngại ngùng gì. Tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lạc quan khi nói rằng sau những tháng căng thẳng ở Biển Đông, quan hệ Trung-Mỹ đang đi đến một vùng sóng yên bể lặng. Quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới này hiện đang gặp nhiều trở ngại trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc bị Hoa Kỳ chỉ trích là kim giá đồng nhân dân tệ để có thể mạnh về xuất khẩu hàng hóa vào nước Mỹ. Còn trong chuyện an ninh mạng thì vừa mới qua thì một cuộc tấn công cũng được cho là xuất phát từ Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu của đến 4 triệu người làm việc cho các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trung quốc thì luôn phủ nhận là chính phủ mình đứng đằng sau các cuộc tấn công đó và căng thẳng gần đây nhất là chuyện trung quốc tiến hành xây cất các đảo nhân tạo ở biển đông hoa kỳ đã phái tàu chiến và máy bay hoạt động tuần tiễu tại các khu vực mà trung quốc đang xây dựng ở khu vực quần đảo trường sa mà trung quốc tranh chấp chủ quyền lãnh hải với các quốc gia đông nam á láng giềng Washington luôn lên tiếng bảo vệ tự do hàng hải tại biển Đông dù nói là không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh hải. Nhà ngoại giao Daniel Russell của Hoa Kỳ cũng được hãng tin AP trích lời cho rằng chuyện xây cất của Trung Quốc ở Trường Sa không chỉ đụng chạm đến nước Mỹ mà còn các nước trong khu vực nữa. Và thưa quý vị, tin tức được truyền thông Indonesia loan tải cho hai chính phủ Jakarta đã chỉ thị cho đại sứ quán của họ ở Hà Nội xác nhận quốc tịch của 8 tên hải tặc bị bắt giữ trong vùng biển Việt Nam. Những người này đã bị cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ hôm thứ Sáu tuần trước ở đảo Châu Thổ và bị tình nghi là bọn cướp biển đã tấn công tàu dầu MT Okim Harmony của Malaysia một tuần trước đó. Báo chí Việt Nam thì trích dẫn lời của Đại tá Đoàn Bảo Quyết, chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát vùng biển 4 cho hay bọn gian tuổi từ 19 đến 61 đã nhận tội. Đại tá Quyết cũng nói bọn gian gồm cả thầy 13 tên trang bị võ khí là súng lục và dao rựa, uy hiếp tàu dầu của Malaysia. Ngoài 8 tên bị bắt, 5 tên còn lại đã dùng xuồng đi vào đất liền để tìm mối bán 2 triệu galon dầu chở trên con tàu. Lượng dầu này trị giá 5 triệu 700 ngàn đô la. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.